Cảm xúc của tôi trộn lẫn giữa khó xử và sự hoang mang khi anh ấy bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Trong suốt tháng ngày mà anh vắng mặt, liệu những gì mà tôi đã quyết định có phải là sai lầm hay là không? Nam Sư xin chào quý vị khán giả yêu thương của Chuyện Đời Là. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau ở khung giờ phát sóng vô cùng quen thuộc, 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Nam Thư Official. Một sự đồng hành rất dài của quý vị khán giả. Tới thời điểm này thì Chuyện Đời Là cũng đi được trên 50 số rồi. Tôi không nghĩ là một con số khủng khiếp tới vậy. 50 số đồng nghĩa với 50 câu chuyện. Tất nhiên Thư nghĩ là vẫn chưa đủ đâu. Bởi vì ngoài kia khán giả của Thư còn rất nhiều câu chuyện đã được gửi về nhưng chưa được lên sóng. Thư và ban biên tập chương trình sẽ hết sức cố gắng sắp xếp từng thời gian một để đưa tất cả câu chuyện của mọi người lên sóng nha. Hy vọng chúng ta sẽ đi được tới 100 số. Thư chưa bao giờ làm một cái story nào mà đi được tới 100 số cả. Hồi xưa lúc mà Thư có làm một cái story về phim sitcom Tiệm Hoa Dì Ghẻ, trong đầu Thư là 100 tập, nhưng mà Thư đi tới được tập 40, Thư hết kinh phí và Thư dừng lại mọi người. Hy vọng Chuyện Này Là sẽ đi tới được con số 100. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của nhân vật ngày hôm nay. Xin mời biên tập ạ. Dạ em chào chị Thư ạ. Chào bạn. Chào mừng bạn đã đến với Chuyện Đời Là. Em rất vui khi mà có cơ hội được kết nối với chị ngày hôm nay. Em muốn tâm sự với chị một câu chuyện về một người đặc biệt với cuộc đời của em, mà chắc có lẽ là em sẽ không thể nào mà quên được người đó được. Bởi vì người đó để lại cho em rất là nhiều cảm xúc đó chị. Chuyện là cách đây 7 tháng trước thì em có quen được một anh người yêu. Nhưng mà nếu mà đúng bây giờ thì phải gọi là người yêu cũ mới đúng. Tụi em quen nhau khoảng thời gian quen nhau là được tầm 5 tháng. Và trong cái khoảng thời gian này á, 5 tháng thì có lẽ cũng không quá nhiều và không quá dài đâu, nhưng mà người đó cho em rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều cái trải nghiệm mà em chưa từng có trước đây trong tình yêu. Bởi vì là người này là mối tình thứ hai của em, và cái mối tình đầu của em gặp nhiều vết xước và em bị tan vỡ ở mối tình đầu, cho nên là suốt một khoảng thời gian dài em không có muốn yêu ai, cũng không còn tin tưởng vào một người đàn ông nào hết. Đến khi anh ấy xuất hiện, anh ấy giống như là một cái tia sáng trong cuộc đời của em vậy đó, là người đồng cảm, người gắn bó với em. Tuy là khoảng thời gian 5 tháng thì mọi người có thể nghĩ là nó ít ỏi, nhưng mà đối với em đó là rất là đặc biệt luôn, với em luôn á. Thì sao ta, tại vì là chuyện không có gì đáng nói đến khi mà anh ấy đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của em không một dấu vết. Lại biến mất nữa hả? Lúc quen nhau á, thì em cũng có biết được một vài người bạn của anh ấy. Quê quán thì em chỉ biết là anh ấy ở miền Bắc thôi, thì em cũng không có biết chính xác là ở tỉnh nào. Đến khi anh ấy đột ngột biến mất thì anh ấy có nói là lo chuyện gia đình, nhưng mà em không rõ chi tiết là chuyện gia đình là chuyện gì, có gặp biến cố gì mà có thể mất liên lạc với em suốt gần nửa năm như vậy. Em cũng có liên lạc với những người bạn mà em đã từng gặp, nhưng mà cũng không có tung tích gì luôn. Trong khoảng thời gian nửa năm trở lại đây thì em có gặp gỡ một người khác và có tiến tới hôn nhân. Khi mà anh người yêu cũ của em rời đi á, thì kiểu tâm trạng của em lúc đó rất là hỗn độn, rất là, nói chung là em không có biết thế nào, làm thế nào để đối diện với cảm xúc của mình lúc đó hết á. Thì anh người yêu chồng sắp cưới của em hiện tại á, thì anh ấy xuất hiện, anh ấy che chở và giải quyết những cái giải quyết cảm xúc của em, có nghĩa là giúp đỡ em vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó. Nhưng mà anh chồng sắp cưới của em biết là em có người yêu cũ mà đúng không? Dạ có. Biết chuyện của em không? Chuyện là em với anh người yêu trước gặp vấn đề
và anh ấy sẵn sàng đồng hành cùng với em. Ừ, rồi rồi, chị hiểu. Anh ấy thì là một người Việt Kiều Việt Kiều, và cái chuyện tình của em thì cũng được hai bên gia đình ủng hộ. Và cũng ba mẹ cũng rất là hài lòng đồng ý để mà tụi em kết hôn với nhau. Và tụi em cũng đang trong quá trình mà thu xếp hồ sơ để có thể là đăng ký giấy kết hôn cũng như là định cư ở nước ngoài luôn. Thì trong đầu em thì nói chung là cái chuyện cũ thì em cũng tạm gác qua một bên được rồi, bởi vì anh chồng sắp cưới hiện tại của em thực sự là anh rất là tốt với em. Anh yêu thương em và vẽ ra một cái tương lai tuyệt vời đối với hai đứa. Thì bỗng nhiên anh người yêu cũ của em xuất hiện trở lại. Anh ấy nói là anh cần em, anh xin lỗi về những cái anh đã biến mất, về những cái biến cố cuộc đời của anh. Bây giờ anh rất là cần em. Chuyện là gia đình của anh có biến cố, nhưng mà thực sự biến cố đó cũng rất là lớn, đó là ba mẹ ảnh mất cho nên là ảnh phải giải quyết trong vòng, nói chung là em gặp ảnh thì em không biết, nói chung là có gặp nhưng mà em đối diện với ảnh em không biết đối diện như thế nào hết đó. Ảnh không có biết chuyện, cái chuyện mà em sắp kết hôn á, em chưa có nói cho ảnh biết. Thì bây giờ em đang không biết sắp xếp thế nào để mà nói cho anh hiểu. Nếu mà để nói về người đàn ông này á, thì thật sự để hai từ có thể diễn tả thì chắc em sẽ dùng từ tiếc nuối. Bởi vì là thực sự cảm xúc của em về anh ấy vẫn còn, nhưng mà lý trí của em thì chắc có lẽ em sẽ chọn. Nhưng mà anh đó phải là chồng của em. Cái anh người yêu đó em yêu có 7 tháng thôi, người đó không phải là chồng của em. Em hiểu không? Thì bây giờ em hỏi chị, ý em chị biết là ý em đang hỏi chị là giờ em đã băn khoăn quá, tức là đúng không? Là quay lại với người yêu cũ cho người ta cơ hội, hay là next step với chồng sắp cưới và đi nước ngoài định cư? Thực chất thì em vẫn đang nghiêng về người chồng sắp cưới của em nhiều hơn. Vấn đề là giờ em đang muốn xin chị một vài lời khuyên, tại vì em đang không biết cách để nói chuyện với người yêu cũ của em như thế nào. Ủa thì có nói gì, có gì đâu em. Nói chung là ảnh đang cũng đang rất là cần em á chị, tại vì là quen nhau. Vậy khúc em cần ảnh, ảnh ở đâu? Ảnh có biến cố gia đình đúng không? Ảnh có biến cố gia đình trong khoảng mà ảnh biến cố gia đình vậy, ảnh có liên lạc với em không? Không. Dạ, biệt tâm biệt tích. Biệt tâm biệt tích luôn. Thì đó là ảnh nói là ảnh có biến cố gia đình thôi. Còn thực sự cái biến cố gì của ảnh, ảnh về quên lấy vợ đẻ con cái đó em có biết không? Em không. Nhưng cái người chồng hiện tại, người đã xuất hiện trong cuộc đời em, chữa lành những vết thương đó cho em, và họ cho em một cuộc sống mới. Hai bên gia đình cũng đã biết nhau. Rồi giờ sao? Em không thể nào bỏ rơi cái người mà trong lúc em tuyệt vọng nhất, em đau khổ nhất, họ đưa cái tay ra, họ kéo em lên. Rồi sau đó khi em kéo em lên, sau em tỉnh táo, em vui vẻ, em xinh đẹp trở lại, em lại dòng qua em, người yêu cũ tìm về và em muốn dòng lại, kiếm lại cái cảm xúc đó. Vậy em có xua được, em có chắc chắn được một điều là cái anh người yêu cũ này về rồi anh sẽ yêu thương em, rồi hai đứa sẽ có một cái kết happy ending không? Em có xua không? Anh có về anh nói với em là giờ hai đứa mình làm lại từ đầu, anh cần em rồi, mình sẽ làm đám cưới, mình sẽ có con rồi, vậy anh có cái, trong cái kế hoạch tương lai của ảnh có tên em không? Cái giây phút này là cái giây phút em quyết định chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu. Đúng không? Người yêu em là chồng sắp cưới của em, còn người em yêu là người yêu cũ. Vậy thì em chọn đi. Em chọn đi. Em đừng hỏi chị chọn nào. Em lên Google em search đi. Hoặc là em về em hỏi mẹ em, em hỏi tất cả những người phụ nữ trên cuộc đời này đi. Họ sẽ khuyên em chọn người yêu em. Em có sure là em về với anh, em có chắc chắn là em về với anh kia rồi một ngày đẹp trời anh không biến mất nữa không? Chị là người chú ghét những cái ca biến mất. Chị gọi điện thoại mà không nghe là chị phát điên rồi đó. Tức là nếu mà mày không nghe, nó khác với không muốn nghe nha. Không muốn nghe thì chỉ cần nhắn một tin nhắn đang bận. Cái gì mà biệt tâm biệt tích, ok, chị đồng ý về cái việc có biến cố gia đình
Nhưng biến cố gia đình giải quyết một tháng, hai tháng xong, chứ không thể nào biến mất trong vòng nửa năm trời mà không nói với em một tiếng nào hết. Trong nửa năm đó em vẫn ôm ấp một mối tình, em vẫn chung thủy với anh ta, em vẫn chờ đợi anh ta. Còn cái việc mà anh ta có nghĩ về em hay không, anh ta có chung thủy với em hay không, em có dám đảm bảo không? Không, không có gì đảm bảo được hết. Thôi em, cái gì chứ mà cái cảm xúc cũ á, cái việc mà nhùng nhằng với người yêu cũ á, nó mệt dữ lắm. Nó mệt dữ lắm, nó mệt dữ lắm. Tất nhiên là chị cũng đã trải qua cái trường hợp là nhùng nhằng với người yêu cũ rồi, nên chị hiểu. Nó cũng chỉ có bao nhiêu loại cảm xúc đó thôi à. Về là mọi thứ nói là sẽ khắc phục, sẽ sửa chữa, sẽ làm mới, sẽ hâm nóng, nó cũng thế thôi, không có cái gì thay đổi cả. Em tả là cái tình yêu 7 tháng đó của em nó rất là đẹp. Vậy thì cái gì đẹp mình hãy lưu giữ nó lại bằng cách cho nó thành kỷ niệm. Còn nếu em tiếp tục với cái kỷ niệm đó, em chấp niệm với cái kỷ niệm đó, thì nó sẽ thành hư niệm, nó sẽ không còn đẹp đẽ nữa. Em còn một người chồng rất yêu thương em. Gia đình hai bên đều biết nhau hết rồi. Và chị chắc chắn là ba mẹ em cũng rất là hạnh phúc khi có một người con rể như vậy. Chỉ cần bây giờ trả lời một câu hỏi là cái người đàn ông là chồng sắp cưới của em, ảnh có yêu em không? Alo? Ảnh rất là quan tâm và chăm sóc em rất là tốt. Vậy thì ảnh yêu em rất nhiều. Ảnh yêu em rất nhiều, ảnh mới... Và ảnh, em nghĩ đi, bây giờ nếu mà ảnh biết được câu chuyện em nhùng nhằng như thế này, tâm lý em đấu tranh như thế này với một người đàn ông mà kiểu đầu tiên là yêu thương em, chăm sóc em ha, thứ hai nữa cái kiểu của ảnh là Việt Kiều nữa, thì chị nghĩ là nếu mà ảnh biết câu chuyện mà em đang nhùng nhằng á, ảnh sẽ rút lui. Ảnh sẽ rút lui bởi vì ảnh thương em, ảnh muốn nhìn thấy em hạnh phúc nên ảnh sẽ rút lui. Nên anh về lùi bước về sau á, để thấy em hạnh phúc hơn á, ảnh sẽ làm vậy. Và tới nếu mà thực sự mà ảnh mà làm vậy là em sẽ tiếc nuối còn nhiều hơn em tiếc nuối ca kia nữa. Em tin chị đi. Chúng ta nhìn ở đây không phải là nhìn vào điều kiện kinh tế, nhìn vào Việt Kiều, nhìn về đi nước ngoài, nhưng chúng ta đang nhìn vào cái vấn đề là ngay cái khoảnh khắc mình đau khổ nhất, người đó bên cạnh mình, thì bây giờ mình không có quyền phủi đi cái điều đó và làm họ đau khổ. Bé bé hiểu ý chị không? Dạ em hiểu. Em chia sẻ gì nữa đi. Em muốn chia sẻ gì không? Chia sẻ gì thêm không? Bây giờ chị có thể ý là mình nên nói thế nào cho với anh người yêu cũ nó nhẹ nhàng hơn một xíu, để mà ảnh bớt tổn thương lại khi mà nghe quyết định. Sao em cứ sợ người ta tổn thương mà suốt lúc mà người ta bỏ em đi 7 tháng trời, người ta có nghĩ em tổn thương không? Tại vì em bị tổn thương nên em không muốn làm tổn thương. Thôi đừng, em đừng vị tha như vậy, đừng, không cần. Giờ nói sao với ảnh hả? Nói sự thật thôi. Em cảm ơn anh. Mối tình của chúng ta là một cuộc tình rất đẹp. 7 tháng trôi qua, em nhớ từng khoảnh khắc một, từng chi tiết một. Và tất nhiên rồi, em đã đợi chờ anh trong một khoảng thời gian như vậy. Nhưng rồi sau đó như thế nào, em không đợi anh được nữa. Có thể là anh trách em, có thể anh nói em sao cũng được. Nhưng mà ngay cái lúc em cần anh nhất và vì anh mà em đau khổ, trong khi em chẳng làm điều gì có lỗi với anh hết, thì anh lại không xuất hiện. Người khác xuất hiện bên cạnh em, em không thể nào có lỗi với người ta được. Đó, bây giờ em cũng đã đính hôn, hai gia đình hai bên đều biết, em sẽ đi nước ngoài định cư, vậy. Em nghĩ chúng ta hãy kết thúc ở đây và coi nó là kỷ niệm đẹp hết. Là chị nói rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Chứ giờ em nói sao? Hay là ương dở dở, hay là sao mà phải sợ anh ta đau lòng? Thì đau lòng cũng phải đau lòng rồi, nói ra thì cũng phải nói ra thôi, đúng không? Dạ. Yeah. Nói sự thật thôi em. Chứ giờ không lẽ em nói sao? À anh ơi, giờ thôi anh đợi em mấy năm, em đi xuất khẩu lao động hả? Không lẽ bà ra bà nói bà trả lời người ta là bà đi xuất khẩu lao động, rồi đợi mấy năm để em xuất khẩu lao động về, rồi mình có kế hoạch. Xong cái ảnh đó anh ở nhà anh đợi. Có hai trường hợp: một là anh ở nhà anh đợi, hai anh ở nhà anh đợi thời gian đợi không nổi nữa anh lấy vợ. Lúc đó em mới báo tin là em có chồng rồi hay sao? Không được. Rõ ràng đi, rõ ràng với quyết định của bản thân mình, rõ ràng với tình cảm của mình. Và khi mà nó rõ ràng với anh người yêu cũ rồi, thì hãy dành tất cả những gì yêu thương nhất cho chồng sắp cưới của mình, vun vén cái hạnh phúc, cái gia đình của mình. Chị nghĩ vậy. Theo chị thì chị sẽ hành xử như vậy. Dạ.
Sao nè? Nghe những lời chia sẻ của chị thì chắc là em sẽ có quyết định rõ ràng rồi. Em sẽ nói chuyện một cách rõ ràng hơn. Giải quyết cho xong để mà có một cuộc sống mới của mình. Đúng rồi, đừng dùng dằn nữa. Em cứ tiếc nuối những cái gì đã qua, đã cũ, đừng dùng dằn nữa. Bây giờ em chưa viết tiếp trang mới với bạn, với chồng sắp cưới của em mà. Trời ơi, ai biết được chồng sắp cưới của em với em sẽ hạnh phúc nhiều hơn, sẽ đem lại cho em những cái điều tuyệt vời trên cuộc đời này thì sao? Hiểu không? Em cảm ơn chị ạ. Thôi bà đừng buồn nữa bà ơi, đừng có sợ ai tổn thương hết á. Điều duy nhất trên cuộc đời này hãy sợ mình tổn thương kìa, ok chưa? Dạ. Rồi, cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của mình với chuyện này là với chị nha. Hy vọng là sau khi đi ra quyết định thì chị cũng sẽ gặp lại em ở chuyện này là báo cho chị một cái tin thật vui, đừng báo tin buồn nha bà nội. Dạ, nhất định nè. Cảm ơn em. Quý vị khán giả vừa lắng nghe một cái câu chuyện tiến thoái lưỡng nan của cô gái chọn giữa cũ và mới, thì như Thư rồi đó, Thư cũng đã đưa ra tư vấn theo quan điểm của cá nhân mình. Mình không thể nào bỏ rơi cái người mà trong lúc mình tuyệt vọng, mình đau khổ nhất, người đó đưa tay ra nắm lấy tay mình, không có quyền bỏ rơi người đó. Còn quý vị khán giả, mọi người nghĩ sao ạ? Mọi người có bình luận gì thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Nam Thư và ekip thực hiện chương trình sẽ cố gắng đọc hết tất cả bình luận của mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của chuyện này là. Cảm ơn tất cả những tình yêu thương của mọi người đã dành cho Nam Thư cũng như là chuyện này là. Và mọi người ơi, nếu mọi người có câu chuyện thì đừng ngại ngần, hãy gửi câu chuyện của mình về fanpage chuyện đời là hoặc email chuyện đời là 365amoc@gmail.com. Nam Thư và ekip chương trình luôn lắng nghe và chia sẻ cùng bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở khung giờ phát sóng vô cùng quen thuộc thứ 6 hàng tuần trên kênh Nam Thư Official vào lúc 8 giờ.